Plus Outlet sale từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại sale Plus Outlet. Đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân. Chỉ có tại sale Plus Outlet trên đường Harbour góc đường Garden Grove. Điện thoại 714-981-6555, 981-6555. Ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, phần cuối chương trình hôm nay trò chuyện với cô Mai Khuyền và đứa con gái khả ái của cô, đó là cô Lệ Trinh. Mỗi một lần cô cháu ngồi xuống đây nói chuyện là cứ cười không à. Cứ cười mà chưa rơi nước mắt luôn. Đúng rồi, chưa có gọi là kể hết tất cả mà đã cười bể bụng rồi. Đã hết giờ rồi. Cái chương trình của cô là vào ngày Chủ nhật là 911 lịch 11 tháng 9. Mình bắt đầu 6 giờ chiều mình nói vậy, nhưng mà mình biết người Việt Nam mình không chậm, không phải Việt Nam. Thành ra cô Huyền nói 6 giờ, nhưng mà cô Huyền biết là thiên hạ sẽ 6 giờ rưỡi có mặt. Thì mình vô mình nhập tiệc ăn uống có 7 món. Ăn 7 món mà cái giá vé thì cũng là tượng trưng. VIP chỉ có 50 và vé thường chỉ có 40. Là mình thật sự đây là muốn làm để quý vị chung vui với Mai Lệ Huyền một đêm đoàn tụ với hai mẹ con, chứ cũng không phải là nghĩ tới cái vấn đề thương mại gì. Thương mại gì đúng rồi. Tại đêm đó là quý vị cũng biết là toàn là tất cả các anh chị em nghệ sĩ tới để mà chúc mừng cho cô Mai Lệ Huyền. Đây là một cái show chúc mừng chứ không phải là một cái show thương mại, đúng cô ha. Ý Nhi biết mình đăng cái chương trình như vậy, nhưng mà thật sự tất cả các chị ca sĩ ngày xưa dù còn hát hay là đã gác kiếm hay là gì cũng vẫn đến hết, từ San Diego, từ những chỗ xa xôi cũng kêu trời ơi chị ủng hộ em, chị ủng hộ em, chị muốn gặp cháu, hay là em muốn ủng hộ chị, em muốn gặp con chị rồi. Thì Mai Lệ Huyền rất rất là cảm ơn quý vị đã nhiệt tình và thương mến cho tới ngày nay, cũng như cảm ơn Ý Nhi với mẹ. Mẹ vừa gặp mẹ nói ố mẹ mỗi ai cũng gặp cô bắt buộc phải có cái biểu điều mức của ba Hoàng Chi Thơ đó, phải nhớ là ba Hoàng người mà không gân làm rắn mà hấp dần, cải chi mà có gân thì cũng vần ý mê ly. Không thì mỗi một lần nói tới đó là cái tính tình ấy, em cũng vậy, nhiều khi em biết là cô cứ là cứ như tính tình như vậy, thằng nữa là đến cả coi như là không có tuổi tác nữa phải không cô? Nhìn cô cháu mình ráng vậy đi. Thật sự ra đó cháu nhìn mẹ cháu lúc nào cũng sống máy à. Mình đúng, sống máy thì mình không nhớ, coi như mình bị miss count. Cháu thì bị ngưng đến 48 là không còn biết cái số để sống máy nữa. Trời, cô Huyền phải phục với Nhi, càng ngày càng trẻ ha. Bắt vậy cho biết. Không. Đó là cái nghiệp của mình rồi, tại vì mình sống rồi. Cái nghề này mình phải làm đẹp để cho tất cả, để mình làm vừa lòng tất cả các quý vị, chứ không nhìn thằng nhỏ này nó xấu quá. Nhìn ngoài nó xấu, nhìn trong nó còn xấu tại em nữa. Cái đêm đó chị cô có thể cho cháu biết là ban nhạc nào chơi? Đêm đó là thật sự một cái ban nhạc mà tất cả mấy ca sĩ ai cũng phải refer hết, nghĩa sữa. Ban nhạc còn âm thanh của Hạ Trắng. Ban nhạc với âm thanh Hạ Trắng với nghĩa sữa thì phối hợp lại với nhau, thì bạn bè nghệ sĩ rất là thích, không có ai lo là phải tập vợt hay là phải gì hết. Khi mà cô Huyền nói Kiều Nga nó ủa nghĩa sữa hả, thôi vậy khỏi lo, khỏi tập luôn. Đúng rồi, nghĩa sữa là một trong ban nhạc rất là vững vàng. Nói tới ban nhạc mà âm nhạc mà vững thì làm cho ca sĩ mình ca nó hay hơn. Nhưng mà đêm đó có 10 ngón tay vàng biểu diễn Trung Nghĩa, hứa sẽ trời ơi em sẽ mà tới. Cô có anh Hoàng Thi Thi có thể tới rồi nữa. tới hết Hoàng Thi Thi tất tới cả nữa. Các coi như là từ trong rừng người ta lâu lắm rồi, nhiều người bạn không bao giờ đi chơi nữa, nhưng mà họ nói đêm nay là tôi phải đi cái đêm của bà, là tại vì quá lâu rồi đi để mà hội ngộ. Tôi biết là cái đêm đó mình sẽ gặp rất nhiều những người thân thương mà lâu lắm không có gặp, bởi ở San Diego lên cũng 6-8 bàn mà quá là vui là tại vì một cái chương trình mà quý vị có thể đến mà quý vị sẽ không những mà gặp cô Mai Lệ Huyền mà gặp những các anh chị em nghệ sĩ, mà được gặp cô con gái rất là dễ thương của cô, nhìn nó bên ngoài
càng dễ thương hơn nữa. Cô gái có ý nhi nữa nha, đừng có. Dạ dạ. Nhưng mà quan trọng là có những ban nhạc của Maxim cũng như ban vũ của Maxim, má Mỹ Phương cũng sẽ có mặt. Thì hy vọng rằng là đêm đó là một cái đêm rất vui quý vị, và giá vé thì chỉ có 40 đồng thôi, giá vé của VIP là không còn 50, nữa, 50 mà không còn rồi, nữa, người ta giành giật mà mua. Nhưng mà 40 đồng thì không bao nhiêu, tại vì 40 đồng giá vé là mà bao được ăn 7 món, 7 món, không phải là bò 7 món mà là 7 món thôi. Đúng rồi, coi chừng lộn với bò 7 món. Cái này là 7 món ẩm thực Chinese food, đàn ẩm thực rất ngon. Nhưng mà Majestic sau này ẩm thực của Majestic rất là ngon. Thì cái nhà hàng cũng đổi mới rất là đẹp. Bây giờ không có bị cột gì nữa hết. Quý vị thật sự mình nói là còn những cái vé hơi xa ở dưới, nhưng mà ngồi đâu thì cũng rõ, mà càng xa nó đỡ ồn. Đúng rồi. Còn đi lên nhảy thì hơi mỏi cẳng chút. Không, nhưng mà cái nhà hàng nó rất là ấm cúng. Tại vì cái sân khấu nó nằm như vậy, coi như là quý vị ngồi cho bằng nào, chỗ nào xa chỗ nào cũng coi có cột. Nhất là cô giọng hát của cô Huyền, mà nghe nói cái giọng nói của Lệ Trinh không lời là powerful lắm, ngồi đâu cũng nghe được, còn nghe tiếng nói luôn kia, khào khào giống nhau hết. Là cái dự trù, để hỏi thêm cái này, hai người mặc áo giống nhau ở trong cái poster thì người mặc áo đỏ, người mặc áo vàng quá là đẹp rồi, bây giờ ngồi trong cái màn ảnh này áo xanh đó không? Vậy thường thường mình đi chợ có mặc áo chung như vậy không cô? Câu hỏi. Ý Nhi có biết một cái điều may mắn nhất là hai mẹ con có một size mà cô đúng. Huyền đó là cứ rủng rỉnh hay cái gì thích là đủ màu, là ôm về đủ màu, thành ra đó tất cả là hai mẹ con có nhiều rất nhiều màu để giống nhau, để mà share với nhau. Đúng rồi, mà tại vì nhìn trong cái poster luôn. Là cũng là cao bằng nhau rồi, khuôn mặt rất là tương tự. Bởi nói wow, vậy là em có phước cho em Lệ Trinh, cả đồ của mẹ em cứ lấy. Em qua đây em có quyền chở xe cam nhông về, nhưng mà tiền thì cũng có để chở thôi. Gia tài của mẹ thì có nhiêu đó mà thôi. Trời ơi, Ý Nhi rành dễ sợ, gia tài của mẹ. Nhưng mà anyway, rất là vui là được gặp gỡ lại cô, và cũng như được Hân Hạnh được biết tới em tới đây để mà cùng chung vui với chị. Thì cái cũng cuối chương trình rồi, để cho cô có thể đi bài cũng như em để chào tạm biệt với tất cả khán giả của Đài Radio Sài Gòn TV. Thì hy vọng là tất cả mọi người khán giả trong coi cái chương trình này sẽ đến ủng hộ và cũng như chung vui với cô. Nhưng mà cô Mai Lệ Huyền rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ Mai Lệ Huyền suốt một cái khoảng thời gian rất dài trong cái cuộc đời nghệ thuật. Thì ngày hôm nay là một cái dịp vui, thì mong là nếu mà quý vị thương Mai Lệ Huyền và cô con gái mới trình làng đây, thì quý vị đến sớm. Bây giờ còn một ít vé ở ngoài Tú Quỳnh, thành ra quý vị đến cái ngày 11 tháng 9 đúng 6 giờ chiều tại nhà hàng Majestic. Thì vé 40 thôi, bây giờ 50 thì không hết rồi, và VIP thì hết rồi. Thành ra mong là quý vị đến chung vui với Mai Lệ Huyền và Lệ Trinh, và cũng cảm ơn Đài Little Sài Gòn đã lúc nào cũng rất là ưu ái, ủng hộ nghệ sĩ. Không riêng gì Mai Lệ Huyền mà cô Huyền thấy ai cũng có thể lên cái chương trình của Ý Nhi, đã để cho nghệ sĩ được phô trương, phô bày tất cả. Thành ra cảm ơn Ý Nhi nhiều lắm. Thì đêm đó nếu quý vị muốn... cho Mai Lệ Huyền bật mí đó, đêm đó Lệ Trinh sẽ hát nhiều nhạc Pháp rất là hay. Những nhạc xưa làm cho quý vị nhớ lại cái thời Pháp của mình mà ở bên Việt Nam. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Lệ Trinh chào. Lệ Trinh xin kính mời quý vị. Tất nhiên là chào tất cả các quý vị đang xem đài Little Sài Gòn. Rất cảm ơn đài đã đem đến cho Lệ Trinh và mẹ cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn chị Nhi, một người chị rất là mới gặp lần đầu nhưng mà rất là có cảm tình, rất là dễ thương, mà Lệ Trinh rất là quý mến. Và cũng mong được tất cả sự ủng hộ của tất cả các quý khách, rất là thương mẹ của Lệ Trinh, cũng như là thôi thương mẹ thương con luôn đi. Quá là dễ thương. Thương Lệ Trinh thì hãy đến với cái đêm 11 tháng 9 để mà chung vui cùng mẹ con Lệ Trinh. Wow,
mẹ thì tiếng nói vuốt vang lên, con thì tiếng nói nhẹ nhàng cũng như cái nhạc con hát hiểu điệu. Mà còn có mẹ nhắc tuồng nữa, lấy đâu mà bằng. Chị cũng chúc em vui vẻ ha với mẹ và cũng như với gia đình đoàn tụ, trong hy vọng là trong 3 tháng nay là em sẽ được hưởng thụ những cái gì mà gọi là em bị mất mát trong 40 năm nay. Vậy cũng cháu chúc mừng cho cô đã được gặp cô con gái rất là dễ thương. Thực sự ra không có gì mong muốn, chỉ được cái giờ phút này là cái giờ phút quý nhất mà cháu cảm thấy rất là vui cho cô, thì cháu bắt buộc cháu phải có mặt, và cũng như mẹ cháu sẽ có mặt để ủng hộ cô. Tất cả mọi người cũng như vậy. Thì thì cái chương trình của cô Mai Lệ Huyền là Đêm Huyền Diệu vào ngày 11 tháng 9 vào thứ Chủ nhật, quý vị, Chủ nhật. Chương trình thì bắt đầu lúc 6 giờ. Nếu mà quý vị nào đi lễ hay đi đâu cũng vậy, nữa ráng tới sớm sớm để mà gặp tất cả các chị em nghệ sĩ để chụp hình, rồi ăn sớm, rồi chúng ta có thể quay sớm, rồi đi về ngủ. Đi về ngủ. Đi về ngủ sớm, rồi để sáng mai chúng ta còn có sức đi làm nữa. Giá vé thì bây giờ chỉ còn có 40 đồng mà thôi. Quý vị có thể đến nhà sách Tú Quỳnh để kiếm mua cho bằng được. Mua càng sớm càng tốt quý vị. Mua cho thật nhiều để chúng ta bán chợ đen. Nói giống vậy thôi. Nhưng mà mong rằng sẽ gặp quý vị đông đủ vào trong cái ngày đêm huyền diệu của cô Mai Lệ Huyền và cô con gái của cô, đó là Lệ Trinh, vào ngày 11 tháng 9. Một lần nữa, Y Nhi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Y Nhi. Và Y Nhi xin chúc quý vị được một cuối tuần hạnh phúc với gia đình và vui vẻ. Và hẹn gặp quý vị tuần tới. Sale Plus Outlet, sale từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng, từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm, chỉ có tại Sale Plus Outlet. Đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần, tha hồ cho quý vị lựa chọn, vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân. Chỉ có tại Sale Plus Outlet, trên đường Harbour, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-981-6555, 981-6555, ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời.